bạn, chào mừng toàn thể tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình là Nhóc MT. Ok, thì lời đầu tiên được cho mình gửi đến toàn thể tất cả các bạn một lời chào trân trọng nhất. Chúc toàn thể anh em có một ngày mới vui vẻ. Rồi, thì chúc riêng cho anh em hội Nhóc MT Cờ Lan 1 cũng như Cờ Lan 2 thì anh em ngày càng quẩy mạnh hơn. Rồi, còn chúc cho tất cả các anh em đang chơi COC cũng như anh em đang xem những cái video của mình thì một ngày mới vui vẻ, rồi là quẩy COC thì nhiệt tình quẩy hết mình chơi gọi là tới tầm luôn đúng không anh em? Ok, thì hôm nay mình sẽ review lại tất cả những cái ảnh mà trong cái đợt thi xếp nhà choi đợt vừa rồi. Và có đâu được 3-4 cái ảnh thì từ mùa trước, mùa 1 và mùa 2. Cái đợt đấy mùa 1, mùa 2 thì mình chưa nghĩ ra được làm cái video này. Ok, nhưng bắt đầu từ mùa 3 này đổi đi thì khi có cả là Cờ Lan 2 thì mình chính thức mình sẽ làm cái video. Khi mà đã quay xong tất cả các nhà choi anh em thì mình sẽ chụp ảnh lại tất cả các nhà choi của các bạn. Và mình sẽ làm cái video dành tổng hợp lại tất cả các nhà choi để cho anh em xem. Rồi ok, bây giờ sẽ vào cái các hình ảnh của cái video choi luôn. Thì mình sẽ đẩy nhạc thôi nên là chính bởi vậy là mình sẽ không bình luận nữa. Anh em xem hình và nghe nhạc nhá. Mỗi tội là nhạc thì nói thật với anh em là nhạc của YouTube miễn phí. Nên chính bởi vậy nó cũng không được tuyệt đỉnh cho lắm. Còn nhạc những cái bài hát hay thì nói thật với anh em là mình YouTube thì nó bản quyền của nó nặng lắm. Nên chính bởi vậy là mình không chèn được vào. Nên là mình chỉ dùng được nhạc miễn phí của YouTube thôi. Rồi ok, thì mong anh em ủng hộ mình ngày càng nhiều hơn. Giờ thì chúc anh em xem vui vẻ và chúc anh em có một ngày mới vui vẻ anh em nhá. Rồi ok.